Các bạn, đây này bạn nhìn nha, cái đấy, cái này chắc chắn là chính xác là của đấy các bạn ạ, của nước ngoài đó chứ không phải đùa đâu, chính xác nhá, là của Nga đó. Và đây có một mấy con biến trở nhỏ xíu xíu luôn đó. Còn đây là một cái công tắc, chính xác là một cái của cái đèn của Nga ngày xưa luôn. Và đồ của Nga nha, mình nói thật luôn á, bạn đừng có chê, tốt cực. Bây giờ mình sẽ tháo một phần, bạn nhìn thấy không, bạn nhìn thấy nha. Ôi, mình làm gãy cái gì đó, cái này đầu có dễ gãy như vậy đâu, dễ gãy như vậy được đấy nha. Mặc dù là dãi nắng dầm mưa rồi đó bạn ạ, nhưng mà bạn nhìn này, 100k, chữ rất là siêu sắc nét này. Thì đây chính là hàng siêu xịn các bạn. Con này chỉ có 10k thôi, nhưng mà mình sẽ lấy một cái con 100k này để lắp vào âm ly bạn ạ. Mình lắp vào cái mà tí nữa mình chỉ cho bạn. Rất chi là khó chịu luôn. Đấy. Và mình sẽ cắt nó ra. Thì cái này á, cái bên chở á, bạn có mua ở tiệm không có nhá, mà bạn mua 10 con thì chỉ được một thời gian thôi là hỏng bạn ạ. 10 con không bằng một con này đâu, con này mới là con bền, biến trở rất chi là nhanh. Cái hư bạn ạ, tí nữa mình chỉ cho bạn xem, kể cả biến trở đi theo máy cũng hư. À, con này nối tiếp con này chứ, mình đâu cần cắt dài đâu. Dê, mình đã được một con. Hello bạn, bạn thấy không, đây nha, loa mình mở nhạc rồi này, đâu có tiếng đâu. Đó, bạn thấy gì không, đây đụng vào mắt này. Bây giờ mình đụng cái này vào mắt này. Con này mình đã đưa vào đây rất là đẹp luôn. Rồi mình sẽ tháo này ra. Đấy, không, nguyên nhân một bên hắt to, một bên hắt nhỏ, bạn hiểu không? Bạn thay cái này vào, còn volume tổng nó sẽ hoạt động cực kỳ ngon lành. Đây chính là loa kiểm âm của mình nhé. Mình sẽ kiểm âm ở cái tần số là tần số thấp các bạn. Nhưng mà cái con này này, đây chính là con này, đây chính là vào này, input này, vào đây chạy cho cái chiếc áp này, không thể vặn được nữa bạn, có nghĩa là nó đã quá tồi tàn rồi, bởi vì nó quá là tồi rồi đó. Đấy. Bạn hiểu không? Nhưng mà bây giờ nếu mình cạy ra linh tinh thì nó có thể nó sẽ ảnh hưởng đến cái mạch bên dưới á. Mình sẽ bấm mình cái này thôi. Đấy. Đấy, bạn nhìn thấy không? Đây là một siêu, một biến trở gồm có rất nhiều chân. Bạn đâu có hàn ở cần hàn ở dưới đâu. Đúng không? Để cho an toàn. Mình hàn trên đây nha, xem liệu có được không nha. Bình thường á, là các bạn sẽ phải dùng con biến trở 2 kênh, nhưng mà cái con này chỉ có 1 kênh thôi. Nhưng mà mình làm ở đây là mình độ chế loa kiểm âm, cho nên mình sẽ để độ chế một cách chỉ là độc đáo luôn. Mình sẽ cắt đây đi. Bây giờ mình sẽ hàn nốt một cái dây vào đây này. Vậy chắc là muốn này có thể hàn được. Ok, bạn nhìn cái dây của nó này, dây bọc dù luôn bạn, bọc bông thủy tinh luôn đó. Bây giờ mình sẽ tráng một lớp thép vào đây, mình sẽ hàn vào phía trong nhé, để chống tối người ta.
Nhìn nha, cái dưới đáy này, dưới đáy là cắt mạch nhé. Đây là tín, để tín hiệu vào này, kênh A này. Đây là kênh thứ nhất này, chạy thẳng đây đây, chạy qua con điện trở này, rồi chạy vào đây. Kênh thứ hai này, chạy đây, chạy đây, chạy qua điện trở này, chạy thẳng qua đây. Cái đầu này, hoặc đầu này, mình chỉ lấy một đầu thôi. Mình xin lấy một cái đầu đài này. Đây mình lấy từ cái kênh thứ hai này. Kênh đầu này chạy lại vào đây, chạy qua con điện trở chạy vào đây. Đây là tín hiệu vào. Chân này này. Thì mình chạy thẳng vào chân này. Chân này thì mình đấu thẳng vào chân này. Và chân này thì mình đấu thẳng vào chân này. Còn đây là mát. Mát sẽ chạy được chạy ra đây và chạy ra tín hiệu. Mát đấu thẳng trực tiếp. Đây. Đây là cái dây sang loa chính này. Và thêm một cái loa jack này. Mình sẽ thiết kế loa kiểm âm là một bên jack, một bên loa bát, bên loa bec, bát là bát, ở đây là bát ấy bạn ạ. Bát của giọng chứ không phải bát của trống. Bên là chép, chép của giọng nói, giọng hát á. Đây là chép này. Rồi. Tiếp theo. Đây là một cái ổ điện này. Để lấy điện 5V này. Đấy, ở đây cũng có đèn nha. Chưa? Và ở đây mình cố tình lấy pha thứ hai á, là số thứ. Mình sẽ vặn ra đây này. Đó. Bên này là jack. Rồi. Chắc à. Ba này. Được chưa? Chắc này.